cái kết cho những kẻ phản bội lại dân tộc. Cuối đời, Bùi Tín từng bộc bạch: "Có, mình nhớ nước lắm. Có đêm mình mơ được về nước. Sướng quá mình vất dép đi chân trần chạy dọc theo bờ hồ, thỉnh thoảng dừng lại đưa tay với những rặng liễu đang rủ bóng xuống mặt hồ xanh biếc. Có lần mình mơ được chạy mấy vòng quanh hồ Tây lộng gió. Ôi những giấc mơ đó sao mà hạnh phúc." Tôi nói thật 100%. Câu này tôi tin ông nói thật, nhưng quá nhiều lần ông tráo trở nên chẳng mấy ai tin. Bùi Tín khoe ông là sĩ quan cao cấp nhất, đại tá của quân đội nhân dân Việt Nam, đi theo xe tăng húc đổ Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 và tiếp nhận đầu hàng của chính quyền Dương Văn Minh. Sự thật, khi đó Bùi Tín mang quân hàm thượng tá, và đến sau, khi Dương Văn Minh đã đọc tuyên bố đầu hàng, và lúc đó đã có mặt của Thiếu tướng Nguyễn Công Trang. Bùi Tín khi sang Pháp đã xin lưu vong với quan điểm phê phán đường lối hiện hành của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam mà ông ta cho rằng đã xa rời lý tưởng Cộng sản. Sau đó đói ăn, Bùi Tín đành bắt tay với đám chống cộng hải ngoại và ngả sang phê phán cả chế độ Cộng sản và lý thuyết xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi một sự đổi mới tự do dân chủ một cách thật sự và nhanh chóng ở Việt Nam. Bùi Tín xuất hiện tại cuộc triển lãm mùa xuân Việt Nam do thị trưởng Paris Jean Tiberi phối hợp với cộng đồng Pháp ngữ tổ chức tại Forum des Halles, trung tâm văn hóa của Paris, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 20 tháng 5 năm 2008. Đây là hoạt động mang tính quốc gia giữa hai nhà nước. Bùi Tín tự nhận là được mời. Thị trưởng Tiberi nói: "Không, phía Pháp không mời Bùi Tín." Đại diện Đại sứ quán Việt Nam nói ngay: "Ông Bùi Tín là kẻ thù của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi không chấp nhận sự có mặt của ông ta ở bất cứ các hoạt động mang tính quốc gia giữa Pháp và Việt Nam." Ngay lập tức, thị trưởng Tiberi cho người đến mời Bùi Tín rút khỏi cuộc triển lãm. Ngoài ra, để câu khách là đám chống cộng hải ngoại, Bùi Tín đã bịa ra nhiều câu chuyện bôi nhọ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có cả Hồ Chủ tịch. Tuy nhiên, trong cuộc nói chuyện với ông Hà Minh Huệ, Phó Tổng Giám đốc Thân thông tấn xã Việt Nam, được tờ Công an Nhân dân trích vào năm 2012, Bùi Tín nói: "Mình cũng kính trọng Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ." Qua đây chúng ta có thể thấy sự tráo trở của ông ta. Dù trong tâm khảm, ông vẫn yêu và nhớ Việt Nam, vẫn kính trọng Hồ Chủ tịch, nhưng do đã trót xa chân vào con đường phản quốc, giao du với đám chống cộng, nên từ một kẻ cơ hội chính trị, Bùi Tín trở thành một kẻ tráo trở và lật lọng. Đây là bài học để cho mỗi người tránh xa bệnh vĩ cuồng, ảo tưởng về một lực lượng đối lập, hòng tiến thân trên đường chính trị như kiểu của Bùi Tín. Bùi Tín đã chết, tôi không muốn nặng lời với ông ta, chỉ thuật lại vài nét trong cuộc đời nửa đỏ nửa đen với ngôn ngữ khách quan, trung tính. Tác giả Đoàn Quang Minh.